Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với FOMO 5K, dự án tài chính thông minh nhất năm 2020. Với video này, chúng tôi xin được giải thích cặn kẽ cách tính lợi nhuận khi bạn tham gia mạng lưới FOMO 5K. Chỉ với 0.1 ETH và một vài thao tác vô cùng đơn giản là bạn đã có thể gia nhập cộng đồng các nhà kinh doanh FOMO 5K. Có tổng cộng 10 level chia làm 2 vòng để các bạn tham gia phát triển cùng FOMO 5K như sau. Vòng 1, bạn mua level 1 bằng 0.1 ETH để được quyền nhận từ 2 người ở tầng 1, mỗi người chuyển cho bạn 0.1 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 0.2 ETH. Bạn mua level 2 bằng 0.16 ETH để được quyền nhận từ 4 người ở tầng 2, mỗi người chuyển cho bạn 0.16 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 0.64 ETH. Bạn mua level 3 bằng 0.3 ETH để được quyền nhận từ 8 người ở tầng 3, mỗi người chuyển cho bạn 0.3 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 2.4 ETH. Bạn mua level 4 bằng 1 ETH để được quyền nhận từ 16 người ở tầng 4, mỗi người chuyển cho bạn 1 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 16 ETH. Bạn mua level 5 bằng 3 ETH để được quyền nhận từ 32 người ở tầng 5, mỗi người chuyển cho bạn 3 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 96 ETH. Vòng 2, bạn mua level 6 bằng 8 ETH để được quyền nhận từ 2 người ở tầng 1, mỗi người chuyển cho bạn 8 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 16 ETH. Bạn mua level 7 bằng 16 ETH để được quyền nhận từ 4 người ở tầng 2, mỗi người chuyển cho bạn 16 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 64 ETH. Bạn mua level 8 bằng 31 ETH để được quyền nhận từ 8 người ở tầng 3, mỗi người chuyển cho bạn 31 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 248 ETH. Bạn mua level 9 bằng 60 ETH để được quyền nhận từ 16 người ở tầng 4, mỗi người chuyển cho bạn 60 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 960 ETH. Bạn mua level 10 bằng 120 ETH để được quyền nhận từ 32 người ở tầng 5, mỗi người chuyển cho bạn 120 ETH và bạn sẽ thu về tổng cộng 3.840 ETH. Tổng 10 level bạn sẽ kiếm được hơn 5.000 ETH, mỗi level sẽ cần được gia hạn lại sau 100 ngày. Như thế sẽ giúp bạn duy trì được thu nhập thụ động là hơn 5.000 ETH sau mỗi 100 ngày khi toàn hệ thống của bạn đều gia hạn lại level. Chúng tôi tin rằng sau khi bạn xem video này, các bạn sẽ phải nổi da gà khi chỉ đầu tư 0.1 ETH mà số tiền lợi nhuận có thể thu về là một con số lớn khủng khiếp. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay cùng chúng tôi, FOMO 5K.